Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện đề kiểm tra tiếng Việt 1, tập 1 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện đề kiểm tra cuối kỳ số 5. Phần 1 nhỏ, đọc thành tiếng, 4 điểm. Phần này sẽ có 2 yêu cầu như sau. Trước hết, các em sẽ đọc thành tiếng đoạn văn có ở trong bài tập 1. Sau đó, dựa vào nội dung của đoạn văn thì các em sẽ thực hiện câu hỏi như sau. Hồng thấy những mặt hàng nào được bán ngoài chợ? Trước hết thì cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe đoạn văn. Hồng theo mẹ đi chợ, chợ đông vui và bán đủ thứ. Ngay từ cổng là những dãy hàng đồ dùng gia đình. Bên trong là hàng rau, thịt và cá. Hồng thích lắm vì lần đầu cùng mẹ đi chợ. Như vậy thì cô đã vừa đọc mẫu cho các em nghe đoạn văn. Các em sẽ đọc thành tiếng đoạn văn này. Khi đọc thì các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy. Chú ý phát âm đúng và ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu. Tiếp theo, dựa vào nội dung của phần bài đọc, các em sẽ thực hiện câu hỏi sau. Hồng thấy những mặt hàng nào được bán ngoài chợ? Với câu hỏi này thì các em sẽ dựa vào câu văn thứ 3 của đoạn văn như sau. Bên trong là hàng rau, thịt và cá. Như vậy thì Hồng thấy những mặt hàng được bày bán ngoài chợ đó là hàng rau, thịt và cá. Đây là câu trả lời cho câu hỏi của phần 1 nhỏ đọc thành tiếng. Các em sẽ lưu ý giúp cô. 2 nhỏ viết chính tả 2 điểm. Với phần viết chính tả này thì các em sẽ viết theo mẫu đã được ghi sẵn với nội dung là khổ thơ sau. Hoa cà tím tím, hoa mướp vàng vàng, hoa lụ chói chang, đỏ như đống lửa. Đây là phần khổ thơ mà các em sẽ cần viết vào trong vở bài tập. Các em quan sát ở trong vở bài tập thì đã được viết mẫu sẵn các chữ in hoa, đó là chữ hờ và chữ đờ. Các em sẽ viết tiếp các từ tiếp theo để tạo thành một khổ thơ hoàn chỉnh. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật cẩn thận, nắn nót, sạch đẹp, đúng cỡ chữ và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, các em quan sát phần 3 nhỏ, đọc hiểu 2 điểm. Với phần đọc hiểu này, các em sẽ quan sát nội dung của bài đọc Nhà bà nội. Sau đó, dựa vào nội dung của bài đọc, các em sẽ điền các cụm từ còn thiếu ở trong câu A và câu B của bài tập 3. Quan sát nội dung của bài đọc. Nhà bà nội Thiêm ở trên đồi, bà ươm cây, trồng giàn mướp và nuôi đàn gà tre. Chiều chiều, Thiêm cho gà ăn giúp bà và nhổ cỏ để cây mau lớn. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Nhà bà nội. Dựa vào nội dung của bài đọc thì các em sẽ quan sát và điền các cụm từ còn thiếu vào trong hai câu sau. Câu A, nhà bà nội Thiêm ở... Với câu A này thì các em sẽ quan sát và dựa theo nội dung của câu văn số 1 trong bài đọc. Nhà bà nội Thiêm ở trên đồi. Vậy thì từ còn thiếu ở trong câu A sẽ là từ trên đồi. Các em sẽ điền vào trong phần ô trống của câu A. Tiếp theo, câu B. Thiêm giúp bà, ô trống. Với câu B này các em sẽ dựa vào câu văn thứ 3 của bài đọc như sau. Chiều chiều, Thiêm cho gà ăn giúp bà và nhổ cỏ để cây mau lớn. Như vậy thì ở câu B các em sẽ điền cụm từ đó là nhổ cỏ và cho gà ăn. Thì chúng ta sẽ được cả câu đó là Thiêm giúp bà nhổ cỏ và cho gà ăn. 4 nhỏ, chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống 1 điểm. Em quan sát sẽ có các từ ngữ cho trước như sau. Quả dưa hấu, rửa bát và đuổi bắt. Và chúng ta sẽ có hai câu. Câu thứ nhất, ô trống, ăn rất ngọt và mát. Câu thứ hai, em chơi ô trống với các bạn. Trong hai câu này các em sẽ điền như sau. Trong câu A, ăn rất ngọt và mát thì ở trong các từ mà chúng ta cần chọn, các em sẽ thấy có từ quả dưa hấu thì sẽ phù hợp với đặc điểm ăn rất ngọt và mát. Các em sẽ điền từ quả dưa hấu trong ô trống của câu A. Câu thứ hai, các em sẽ quan sát có từ em chơi và với các bạn. Vậy thì trong phần ô trống, các em sẽ không thể chọn từ rửa bát bởi vì nó sẽ thành câu không có ý nghĩa phù hợp. Em thì không thể chơi rửa bát được mà sẽ dùng từ đuổi bắt. Em chơi đuổi bắt với các bạn. Các em sẽ điền từ đuổi bắt ở trong câu thứ hai. Tiếp theo, các em quan sát bài số 5, nối 1 điểm. Với bài số 5, các em sẽ nối các từ tương ứng với nội dung của các hình ảnh. Vậy thì các em quan sát hình ảnh thứ nhất là hình ảnh chú chim công. Như vậy thì các em sẽ nối từ chim công với hình ảnh đầu tiên. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh một gốc cây. Vậy thì các em sẽ nối từ gốc cây với hình ảnh thứ hai. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong đề kiểm tra cuối kỳ số 5. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi trong cuốn đề kiểm tra tiếng Việt 1, tập 1 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.